Yên dầm nha, yên dầm bà Hồ nha. Yên dầm bà Hồ cho mình giờ mình về nhé con. Dạ, về thứ bảy nha. Sau khi con làm bình sữa xong rồi hả chị? Đi ha, rồi thôi ha. Bây giờ mình đi đi vòng chơi nha. En đi ha. Bà lấy đi nha. Ok. Đó. Để bà bị lỡ em sẽ là anh kinh kinh để bà bằng dép vô nha. Bằng dép vô cho con ha. Ok. Đây cái gì cầm giùm ba. Đây. Rồi. Đi ha, ẩm đi nha. Rồi. Đây sao? Đây sao chứ để. Ê, cái đâu mà em đánh được. Ấm nắm hai bên nè. Rồi đi. Dạ bằng dép, bằng dép, bằng dép nè. Trời đi. À da. Rồi, thấy bà luôn hai cha con chiều thứ bảy. Kính chào quý bà con cô bác. Đẩy hèn chi. Đúng không? Ê, chú chó quậy kìa, chú chó quậy con kìa. Chú chó quậy con. Rồi ok. Ê. Bây giờ đi hướng nào đây? Trời im rú bà râu luôn. Ten. Dạ tiếp tục hành trình bố bỉm. Đó, lâu lâu là mẹ mẹ dân dắt chị hai chị ba đi siêu thị chơi rồi xong rồi cho hai cha con tụi tôi bỏ đói thì chưa giờ. Rồi xong rồi tự bơi luôn con ha. Vui không? Con vui không? Vui không? Trời. À, mình đi một vòng chơi. Nãy ở rồi ăn xong ở. Ủa sao nắng vậy? Ủa giờ này còn hơi nắng. 4 giờ chiều hơi nắng ha. Hơi nắng quá con thấy không? Hay đi chỗ nào mát mát nha, bà kiếm chỗ mát mát cho đi nha. Đây, bà kiếm chỗ mát mát cho Tiger đi nha. Ok. Rồi. Vừa đi vừa quay phim nữa, đã quá. Ủa bà thể chụp hình ghê rồi. Bà thể chụp hình cho hai cha con đẹp đẹp. Giờ đây, đây bà thể chụp trước nữa bà thể. Ê, đây. À bà thể đang gọi hả? Đang gọi điện thoại cho mẹ đó. Mẹ hả? Bà hai cha con đang đẩy ra quán nhậu nha. Rồi đi nhậu kìa. Tao đi con, đi ra ăn buffet con, thấy không? Buffet chiều thứ bảy ốc 50.000 ở Maestro nè. Đi không? Ý, đây ông bà chưa thấy không? Thấy không? Giờ đẩy vô quay bố biển. Nhậu kìa, đòi nhậu không? Đã đẩy ra quán nhậu kìa. Em vui vẻ lắm nè, coi em nè, em vui vẻ rất là vui vẻ nè. Trời ơi đây mẹ nè. Thấy chưa? Trời ơi. Thấy em không? Cháu này dột mà lấy mận luôn. Quá. Vui vẻ sướng. Quá trời vui vẻ rồi, luôn. Thôi. Chứ từ bỏ hai cha con mình đi, hai cha con mình đi tiếp nè. Bỏ hai cha con đi tiếp. Giờ đi thẳng ra quán rồi ba coi ba chi coi coi bà làm cho con bình sữa nữa nha ông. Thấy nó ngoan không? Nó ra cho đẩy hết chưa?
Rồi, rồi, rồi. Mẹ gần tới nhà rồi. Mẹ gần tới nhà rồi kìa. Mẹ gần tới nhà. Bà chụp cho con tắm nha, bà chụp cho con tắm hình đẹp nha. Nè nhìn bà này cơ cơ nè. Cái mát là, đó, đi ra hướng này mát ha, còn đi hướng kia nóng quá đúng không? Đi hướng kia nắng quá trời nắng đúng không? Đó. Trời ơi, bà về rồi kìa. Mẹ về rồi kìa. Trời ơi, im lặng, nằm im lặng. Mẹ luôn. Về đã muộn. Im lặng luôn. Hai cha con chúng ta tiếp tục đi tiếp. Trời, không biết chừng nào mới đẩy mà đi ra quán nhậu với bà được ha. Mới vui ha, đi qua đó uống bia. Kêu Tiger đó, uống một ly bia Tiger. Ti 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 ti
quá bà ơi. Bú rồi xong ở đã rồi xong giờ. Không nói tiếng nào luôn. Sung sướng quá mà. Tu ti. Sáng nay nằm im vậy. Tu ti. Ủa mấy bữa quậy lắm hả bà? Bữa nó đi hơi nó nóng rồi nó chịu nó về. Tu ti. Đi đây chắc có gió nè, có gió còn đi thích nè ha. Đi nha. Trời tự nhiên hai cha con mặc áo sơ đồ xanh giống nhau luôn, đồng phục luôn. Vui ha. Ten. Nó có dần dần nó mới khoái nè. Ồ đúng không? Dần dần nó mới khoái nè. Dần tưng tưng nó mới đã nè. Cái mùi hoa gì thơm vậy ta. Rồi đó bà. Hôm nay có gió mát á. Đi vòng rồi mình quay lại nha. Con đã không? Mình thích không? Như mẹ về rồi đó. Mẹ với mấy chị về rồi kìa. Mẹ chị hai chị ba về mình đi về nha. Ồ nắng. Hơi nắng sorry. Rồi hết nắng rồi đã mát liền rồi đó. Nắng nè, để chớ vô mặt nè, chớ rồi, mặt hết nắng là rồi, tội rồi, lắm rồi, đó nha. Rồi, ok, yeah. Rồi, đẩy lại. Sung sướng quá. Rồi. Đi cái hướng này mát hơn. Mốt kia đi ngõ này, đi ngõ bờ nóng quá, trời nóng. Đi ngõ bờ thì nóng lắm. Vui quá. Bầm. Kìa đó, đằng kia xa xa có người đang đi ra. Đố tại giờ biết có người nào đang đi tới. Đi cái ngõ này mát nè. Đi cái ngõ kia nó nóng. Đố còn biết có ai đang đi tới kìa. Đúng không? Đố con biết có ai đang đi tới. Đi ra kiếm quán mà chưa có quán nào hết trơn á. Trời ơi. Quán mà chưa có quán nào giờ này mở cửa hết á, mới 5 giờ à. Đúng không con? Chưa có quán nào mở cửa hết. Đi tiếp ba kiếm đường mát không? Mẹ đẩy mẹ kiếm đường nóng không à. Đây mẹ quay đây. Quay cho ba đây rồi, ok. Ôi. Cho mở đèn. Sắp đèn. Trời ơi. Những hình ảnh hiếm có. Đi bộ ra tới quán luôn đi. Khó tìm. Hai cho con mình đi bộ ra tới quán kêu dưới ốc kêu dưới bộ nhậu nha. Ý hình như hai cha con bận đồ giống màu nhau nha. Hình như có sự sắp đặt. Là clip này coi như là chịu view à. Chịu view.
Muối nào. Ok không? Ok, ok không? Xe này gọn ha. Nhẹ nữa. Xe kia bự quá. Ok không? Ok không? Ok lá. Ok lú. Ok lá. Đừng nói ra thiệt nha. Nãy không đem thì lên bình nước. Đâu à? Đi đâu ấy? Ôi, xa lắm. Ôi, ra quán thiệt luôn kìa trời. Quán thiệt hả ba? Chụp này chụp hai cho con đóng rồi. Đây. Ngồi xuống đi. Đây này, nhìn ba này. Rồi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Cho Hùng cái á. Rồi. Mặt phê quá. Mặt em phê quá ha em. Ba hung con quá hả con? Nãy ba cho ở luôn đó. Giỏi vậy. Ở ba cái luôn. Hôm nay ba lên level vậy luôn hả? Thôi dòng vô ha, dòng vô ha. Đấy giỡn này rồi nha. Nè. Không chịu hả? Mà đi đẩy vô cái này nữa nha. Có sữa ngay chứ chắc sữa. Em nghe tiếng chó sữa. Dạ. Rồi mẹ đã về rồi. Vui còn hơn Tết nữa. Sao vậy? Tại con sao? Con đã về con vui hơn Tết nữa. Mà ba con còn vui hơn nữa. Sao vui? Để ba rảnh rang ba đi phải không? Biết lắm mà. Nay không có cho đi nữa nha. Chiều thứ bảy. Ủa hai cha con chúng em nha. Chào tạm biệt bà con cô bác nha. Chúc bà con cô bác cuối có những ngày cuối tuần vui vẻ nha. Đặc biệt là các ông bố biển giống như comment nha. Có thêm việc làm chiều thứ bảy nha.